Rồi xin chào tất cả các bạn ha. Đây mình hướng dẫn cho các bạn cách làm cách 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 ghép hình ảnh tựa như cover như thế này nha. Cover mà hãy mua hàng của người chính hãng đó, của người để avatar chính chủ. Vì môi trường kinh doanh uy tín. Thì cái này mình làm bằng phần mềm ứng dụng app trên điện thoại thôi. Cả iPhone hay là các điện thoại khác như Samsung, xài Android hay iOS đều có thể sử dụng một phần mềm đó nha. Ok. Bây giờ trước hết thì các bạn vào Set Play hoặc là Android app gì đó ha, Set Play đi, chở ứng dụng đó ha. Các bạn tìm phần mềm Pix Pixar ha. Ok, nằm ngay đầu tiên luôn. Ok ha. Thì mình đã tải rồi ha, cho nên nó hiện lên như thế này. Các bạn chưa tải thì các bạn bấm tải về thôi ha. Tải về đơn giản, cực kỳ đơn giản ha. Ok. Bây giờ mình bấm mở luôn ha. Bấm mở ha. Đó, ok. Đây là cái giao diện chủ của cái phần mềm. Nhìn vô thấy nó rất là nghệ thuật ha. Rồi bây giờ mình muốn làm á thì mình chọn cái màu hồng, dấu cộng màu hồng dưới này nè. Rồi mình chọn cái ghép ảnh ha, sửa ghép ảnh vệ, máy ảnh cái gì có hết á, phần mềm này khá ok. Cái đầu tiên á, hiển thị lưới, tức là các bạn ghép nhiều ảnh ảnh lại với nhau, ví dụ son hay gì đó ha, hay nước hoa gì đó các bạn muốn ghép lại với nhau làm combo gì đó ha. Đó, chọn cái đầu tiên hiển thị lưới. Và cái thứ hai là phân cách tự do, đó là mình ghép ảnh chồng trên nhau, mình chọn cái thứ hai ha. Rồi bây giờ mình tìm hình. Ok, cái hình thứ nhất đó là cái hình đây, hình này là hình 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 chưa có hình hình gốc đó, hình demo hình gốc đó. Rồi cái thứ hai là mình chọn hình mình luôn nha. Rồi rồi các bạn chọn cái mua dấu mũi tên đi tiếp màu hồng ở trên góc phải này, màn hình này ở trên đó. Ok ha. Rồi nó sẽ ra hai tấm, bây giờ mình kéo tấm mình lên này, kéo còn tấm demo dưới này đó. Khi nó hiện ra ba cái này các bạn chỉ ít là xóa là ok dễ. Còn cái xoay này đó bọn chùm với xoay thôi nhá, giống tề thiên vậy đó ha. Rồi còn cái dưới thì là để phóng to thu nhỏ, ok ha. Rồi các bạn định liệu làm sao đó cho nó, các bạn thấy ok được rồi. Nhiều khi các bạn thấy ok, người khác thấy ok thì cũng được, không sao hết. Rồi bây giờ mình chọn cái hình của mình nha. Rồi bây giờ mình phóng to ra, các bạn phóng càng to càng tốt, các bạn cứ phóng to ra đi, càng dễ thấy dễ khớp thôi ha. Nó xấu quá nên lấy ra làm hình nền cho nó đỡ buồn. Rồi các bạn ở dưới này nè, độ độ mờ, độ cắt sáng, cắt bỏ, điều chỉnh này ha. Nó có hai loại, đó là cái thứ nhất là cắt sáng cái cuối cùng này, và cái thứ hai là cái cắt bỏ. Bây giờ mình chọn cắt bỏ nha, mình chọn cắt bỏ này. Phần mềm này nó có một cái hay, đó là tự động nhận diện chân dung ha. Bây giờ mình bấm này, bấm tự động nhận diện chân dung. Đấy, y bài luôn. Tức là nó sẽ tự động tìm kiếm hiển thị chân dung của mình luôn. Nhìn vào đó nó biết đâu là người và đâu là cảnh ha. Khi mà nó xác nhận được cái người rồi đó ha, là mình không cần phải làm gì luôn. Đấy, ok rồi ha. Đó. Còn ví dụ như khi mà hình của các bạn nó phức tạp quá, khó quá, nhiều vật thể quá thì nó không xác định được đâu là bạn ha. Thì các bạn chọn đó, ví dụ cái này ok này ha. Ví dụ bây giờ mình muốn sửa thêm á ha. Bây giờ mình muốn sửa thêm đây, đây các bạn thấy không? Bấm vô nó tự động xóa này. Cái này là mình cái kích thước cỏ này mình cho nó nhỏ lại đi, ok ha. To nhỏ 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 này. Rồi, ok, độ cứng này, độ cứng. Mình cho nó cứng luôn. Rồi, ok. Rồi mình đấy, các bạn thấy không? Các bạn cứ đè vô thôi. Đấy. 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 Ok luôn. Các bạn đi làm sao đó cho nó cho các bạn cảm thấy ok nhất là được rồi, ok rồi. À. Rồi. Ok rồi đó. Nói chung theo mình thì ok rồi, còn theo các bạn sau đó thì cũng được, không sao hết. Đấy ha. À. Tại vì hình của mình mà, à, hình của mình mà nên hình của mình hoặc hình của các bạn mà, chính của bạn mà, nên các bạn lại cầm lại càng đẹp càng tốt thôi. Rồi, sau khi này xong rồi đó. Đây, ví dụ khi bấm vô đây thì các bạn sẽ thấy là nó cắt như thế nào rồi, hoặc phần nào dư ha. Ví dụ mình thấy có một số phần dư này, hoặc ngay trên cái ví dụ trên cái đầu của mình thì nó bị cụt này. Đấy.
điện thoại gồm 15% mà ha, bị cụt á, thì bây giờ mình xóa đi, mình xóa những cái phần cụt đi, cái nút xóa này đấy, rồi mình xóa nha, mình chờ cho mình xóa, ok chưa? Bên này thì để mà lựa chọn ha, chọn vùng dấu cái tẩy ở giữa thì là để mà xóa vùng, nói chung vùng nào hồi nãy tại vì có cái chế độ là tự động tìm á, nhận diện á, nên nó sẽ bị lây lan đi một số cái mới ha, lây lan đi một cái vùng xung quanh nên sẽ không có được ok xuất sắc nhất. Rồi bây giờ ví dụ như cái trend này ha, khi các bạn thấy ví dụ cái trend đầu bị cột vậy đó ha, thôi thì các bạn cắt tóc cắt đầu nó đi ha, bạn xóa này, các bạn bo luôn, bo cái đầu luôn đấy, bo luôn làm sao cho ra đẹp xí được rồi đấy, bo luôn có gì ngại ngùng hết đó. À, chứ các bạn bỏ lên các bạn cắt đầu cắt cụt cụt ngang vậy nó xấu, thôi thà mình bo tròn cái đầu luôn đấy, rồi ok ha, cho vậy đi, bấm mình xem thử này đó, thôi như vậy cũng tạm được ha, hình như để như thế này xóa được, đúng rồi, để như thế này có thể xóa được luôn này đấy, như thế này mình sẽ dễ thấy hơn đúng không các bạn? Các bạn có thể để độ cứng mình giảm nhẹ đi cho cái blur á, nó cao hơn, thì cái độ mềm độ mịn á, mới nhất đến là trên tóc này, trên tóc thì sẽ cần cái độ độ mịn độ độ cứng nó càng giảm nhiều càng tốt, kích cỡ cho to lên xí đi đấy, đấy các bạn thấy không, nó hòa quyện nó làm cho cái tóc nó không có bị thô quá đấy ha, độ cứng kích thước nhỏ lại đi đấy, xóa này đấy các bạn thấy không, ok ha, mình đi quá đà rồi nên giờ cái đầu nó cứ tròn tròn lùng lộ lộ không à. Trời ơi, sao xấu dữ trời, cái này mình làm việc viết bằng vẽ bằng bút đó nha, còn các bạn làm bằng tay rồi còn bá đạo hơn nữa. Nên là mình cứ thử thích đi, mình cứ thử thử bản thân mình đi, nhiều khi mình làm đẹp còn đẹp hơn làm máy tính Photoshop rồi đó, các bạn luyện kỹ năng rồi thôi này thôi á, các bạn cần phải tự chụp tự làm luôn á, hình ảnh gì các bạn tự lo hết luôn, đó. Rồi bị rồi nè, rồi mình bẻ tua tua nó dính tay dính mặt nữa. Nó nếu các bạn dùng bút á, thì nó sẽ khá tiện ha, dùng tay các bạn còn bá đạo nữa. Ơi rồi thôi cho vậy đi, được rồi đó, không thể nào hoàn hảo nổi, rồi ok ha, cho ok đi, ok rồi như vậy ha. Cho bây giờ các bạn bấm lưu này ha, khi mà các bạn cảm thấy ok đó, ok theo cách của bạn đó ha, bây giờ các bạn bấm lưu lưu ở trên này màu trắng này đây đấy, theo đơn chính đấy, các bạn thấy không, nó cách tách nền rồi, bây giờ các bạn mặc sức mà các bạn dán vô ha, ok ha, bây giờ như thế này xong á, chẳng lẽ mình để bên này đúng không, bây giờ mình xoay phải sao, không thể xoay đây được, xoay đây thì như thế này thôi đấy, bây giờ như thế này các bạn cầm cái mẫu hình bên này nha, các bạn cầm các bạn kéo qua này đấy, bên này cái mẫu mẫu hình 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 vuông đây này, các bạn kéo qua đây kéo luôn, ok đúng rồi qua luôn này, kéo ok ha, thì chắc chắc chắn nó sẽ bị nghiêng rồi, không có gì hết đó. Nó xoay thôi đấy ha, mình phóng to ra một xí này đấy, ok ha, như vậy thì mình đã có một tấm hình để mà mình hưởng ứng là hưởng phong trào của mỗi trang group, đó là hãy mua hàng của người để avatar chính chủ ha, vì một môi trường kinh doanh uy tín nên tự tay mình tự tạo ra tác phẩm của mình thì còn gì bằng nữa ha. Rồi khi mình xong như thế này thì các bạn bấm một dấu mũi tên đi tiếp trên màu trắng này đó, bấm dấu mũi tên đi tiếp thì các bạn sẽ ha, đây ok nó cho coi là một lần nữa ha, các bạn thấy đấy, khung hình thì nó bị này, bây giờ mình bấm vô công cụ đi ha,
công cụ mình chọn cắt xén đi được không? Ok đúng rồi, cắt xén thì các bạn kéo xuống, ok chứ các bạn kéo lên, kéo xuống kéo lên đấy là khớp cái hình luôn. Sau khi khớp hình xong rồi đó, ok chứ các bạn bấm chữ V trên này này, V stick đó, ok ha, mình cảm thấy khá ok đó. Rồi các bạn bấm tiếp giống mũi tên đi tiếp màu trắng. Đây thì cái này ứng dụng miễn phí mà nên nó có hiện ra một số cái quảng cáo thôi, bấm chữ X tắt thôi. Đơn giản nha, có gì hết á. Bật qua tiếp ha. Rồi bây giờ mình chọn này. Chia sẻ ha, cái này chia sẻ đi đâu mình cũng biết đó. Thế bây giờ mình chọn lưu này ha. Gíp là gì mình cũng không để chưa quên để ý ha. Rồi mình bấm lưu thôi ha, lưu. Mình có cái này. Lên Pixel là bộ nhớ. Mình chọn lưu, lưu vào thiết bị ha. Ok. Ok, để mình coi nha. Lưu vào thiết bị rồi. Lưu vào thiết bị rồi. Ok ha, các bạn thấy đó. Lưu vào thiết bị xong rồi bây giờ được rồi đó ha. Rồi, chúc các bạn thành công ha, thành công và luôn luôn thành công trong công việc của mình ha. Thân chào các bạn.